Nhân viên vừa báo là về đến cầu Mai Động rồi ạ. Đây thì anh Xuân đã tranh thủ quay luôn đón dế của khách hàng. Hôm nay trời Hà Nội hơi mưa. Lúc nãy trời mưa rào, mưa to lắm, bây giờ là ngớt rồi đấy ạ. Hà Nội cho nên là cũng không được nó quá to quá hoành tráng lắm, nhưng mà cũng có phải 3-4 cơ sở nên là chúng tôi có đầy đủ các phương tiện để mình chia làm các khu thu mua sơ chế, khu chăn nuôi, khu tập kết giấy đông lạnh, rồi khu sơ chế đóng gói vân vân, riêng rẽ. Nhân viên vẫn làm việc hàng ngày các công việc của mình. Các kho chứa dế đông lạnh, các tủ đá rất là nhiều. Cái thùng dế là bác khách hàng, khách này ở đâu về nhỉ Tuấn? Yên Bái. Yên Bái à? Bác thì Yên Bái đóng hàng dế. Hôm nay trở về đây Thanh Sơn tiện sẽ quay. Còn trở về khu mua dế kia thì Thanh Sơn không quay được. Mà có điều kiện thì nhân viên sẽ thỉnh thoảng sẽ quay để thỉnh thoảng sẽ tải lên gửi đến trên kênh. Trang trại Linh Xuân kênh 1, trang trại Linh Xuân kênh 2 để bà con cùng đón xem. Website là trangtrailinhxuan.com, mời bà con truy cập vào để theo dõi nhiều thông tin trên website. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video.